Phần cuối chương trình Hoàn chỉnh Phát triển là những thông tin về chủ trương chính sách có liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Thưa quý vị, từ ngày 16 tháng 10, khi tỉnh cho phép mở cửa trở lại nhiều hoạt động dịch vụ, nới lỏng đi lại cho người và phương tiện trong và ngoài tỉnh, thì các địa phương trong tỉnh như là thị xã Phú Mỹ, quyền Xuyên Mộc, thành phố Vũng Tàu liên tiếp ghi nhận các ca bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào địa phương. À, tuy nhiên, hầu hết các ca bệnh đều được phát hiện sớm và cách liên ngay từ chốt kiểm soát ở quốc lộ. Sau đó, được đưa đi điều trị kịp thời. Một số ca lây nhiễm phức tạp rơi vào đối tượng là công nhân, lao động ở các công trình xây dựng và các trường hợp từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương giao địa bàn đã được chính quyền địa phương lập tức khoanh vùng xử lý triệt để, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan rộng trong cộng đồng. Trước nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, lây lan từ ngoại tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương tuyệt đối không được chủ quan lơ làm với dịch bệnh duy trì chế độ trực 24 trên 24 giờ để kịp thời ứng phó tình hình dịch bệnh, sẵn sàng các tình huống xảy ra, đồng thời tăng cường giám sát các đối tượng nguy cơ, khu vực nguy cơ để phát hiện sớm khoanh dùng dập dịch. Các phương xã thị trấn cần quản lý chặt người từ ngoại tỉnh về địa phương, kiểm soát chặt tình hình di biến động người ra vào dùng dịch. Ban chỉ đạo tỉnh cũng đề nghị các sở ngành địa phương căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở cấp độ nguy cơ dịch bệnh đã xác định, để chủ động xây dựng triển khai phương án phòng chống dịch linh hoạt ứng phó với từng tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Song song đó, cần có giải pháp kiểm soát dịch bệnh phù hợp trong sản xuất kinh doanh, quản lý việc đi lại, di biến động dân cư trên địa bàn để từng bước thích ứng an toàn khi chuyển sang trạng thái bình thường mới, tăng cường tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các nguyên tắc phòng chống dịch. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 10, bà Trần Thị Ngọc Châu, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, Sở đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục cho phép tổ chức dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình cho học sinh phổ thông giáo dục thường xuyên đến hết học kỳ 1 năm học 2021-2022, trừ quyền công đảo tiếp tục dạy học trực tiếp. Lý do là hiện nay các quyền thị xã thành phố vẫn đang sử dụng nhiều trường học làm khu cách ly y tế tập trung, không bàn giao cho nhà trường trước ngày 25 tháng 10 để chuẩn bị cho việc dạy và học trực tiếp được. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 30 tháng 10, dự kiến số lượng trường học trên địa bàn tỉnh hiện đang còn trưng dụng sử dụng làm khu cách ly y tế, chưa bàn giao lại cho các đơn vị trường học là 41 trường, Ngoài ra, cán bộ giáo viên nhân viên của ngành giáo dục đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 mới đạt 95,3%, mũi 2 hơn Học sinh phổ thông giáo dục thường xuyên chưa được tiêm vaccine. Bên cạnh đó, nhiều giáo viên và học sinh còn ở ngoài tỉnh do thực hiện giãn cách xã hội đang quay về tỉnh chưa đầy đủ và phải thực hiện cách ly theo quy định để đảm bảo phòng chống dịch. Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, tất cả học sinh phổ thông học viên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh đã đảm bảo đầy đủ thiết bị học tập trực tuyến. Với lý do trên, Sở đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục cho phép tổ chức dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình cho học sinh phổ thông giáo dục thường xuyên đến hết học kỳ 1 năm học 2021-2022 trừ huyện Công đảo. Thưa quý vị, Sở giao thông vận tải đã ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa hàng hải từ bờ ra đảo, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo hướng dẫn của kỳ quyết số 128 của chính phủ. Hành khách tham gia giao thông phải đáp ứng các yêu cầu tuân thủ thông điệp 5K, khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế. Theo kế hoạch của Sở Giao thông Vận tải, giới hoạt động vận tải hành khách địa bàn cấp 1 và cấp 2, đường bộ, đường thủy nội địa và tuyến bờ ra đảo, thì hoạt động dẫn tải hành khách với tần suất bình thường. Đối với địa bàn cấp 3, dẫn tải hành khách xe buýt nội tỉnh, taxi, hợp đồng, du lịch hoạt động không vượt quá 50% tổng số phương tiện của đơn vị và có giãn cách chỗ trên phương tiện. Không áp dụng giãn cách đối với xe dừng nằm và xe cải tạo còn 1 phần 2 ghế ngồi. Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh và xe buýt liên tỉnh tối đa không vượt quá 50% số chuyến theo lưu lượng đã được Sở Giao thông Vận tải công bố số chuyến một tháng và vận chuyển không quá 50% sức chứa một chuyến xe nhưng không áp dụng giãn cách đối với xe dừng nằm. Đường thủy nội địa, tuyến bờ ra đảo, hoạt động không vượt quá 50% tổng số phương tiện nhưng không áp dụng đối với những tuyến chỉ có một phương tiện hoạt động và vận chuyển không quá 50% sức chứa một chuyến xe. Địa bàn dịch ở cấp độ 4 thì dừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô, xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ, có vách ngăn giấy khách, thanh toán điện tử được phép hoạt động, nhưng không vượt quá 20% tổng số phương tiện của đơn vị và vận chuyển không quá 50% sức chứa một chuyến xe. Lái xe phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Đường thủy nội địa tuyến bờ ra đảo dừng hoạt động dân tải chở người nội bộ được phép hoạt động dân chuyển không quá 50% sức chứa một chuyến xe và không quá 20 người một chuyến xe